chú anh chị và các bạn đi theo Vũ đi lên chỗ chợ qua coi. Cái bữa nay bà con bán có đắt không, có hết qua không nha. Bà con bán cũng hết luôn ha. Anh thấy tình hình chợ qua hôm nay sao? Mới lên chưa biết sao, anh ở đây từ trưa giờ. Rồi là biết rồi. Vậy là bán hết phải không? Rồi vậy cũng mừng cho bà con.
mai này 3,5 triệu. Giờ dọn rạp trở về. Ở đây là bông giấy. Rồi chuẩn bị là trở về. Mười Tết nha các bạn. Bông giấy. Ba chậu. Rất là mừng.
xíu nó cũng bán hết luôn hai cái này luôn rồi. Dạ. 4 ngày này luôn. Anh quê anh đâu? Ở Chợ Lách. Dạ. Tết sớm rồi về ăn Tết sớm ha. Rồi. Dạ. Rồi ở bên đây thì còn một số. Giờ tới tới tối là bán hết luôn. Giờ còn nghiên cứu cây này. Mấy cái tắc này ta 15 triệu á. Cây này á, cây nhỏ này anh để cho 150 thôi. Rồi lấy 100.000 á. Ủa trả giá luôn. Giá chơi vậy á. À, còn kinh ga luôn đi lên xe đi. Sầm núi, bon lên đây để cho cô. Trời ơi, tao đang chuẩn bị. Trời ơi, giờ bán hàng không có chuyện chứ gửi. Bán hàng không cần suy nghĩ. Rồi kinh ra cho cô đi, khỏi suy nghĩ con. Thử họ nó bao nhiêu ta? Không biết, anh thiệt giá tôi thử họ. Hả? Họ này bán 50-60. Là độ khoảng khoảng 50 rưỡi. Tìm được chuyện hay dữ rồi. Dáng đẹp không? Quay cái này cho anh Vũ. Dạ. Ừ, cái này thì độc nhất của anh, cái này với cái mai quắn là độc nhất. Okay. Rồi. Cái mai quắn bán rồi ngày qua kìa anh. Dạ. Dạ. Em mới hỏi thăm chị nãy nè. Dạ. Còn ở cây này. Vậy anh còn như đây nữa hết à? Cây đó để 200. Bây giờ bóp nó lấy 150 luôn, khỏi tại giá. Còn cây này 100 này 150 hả? Dạ. Mình tính mua 2 cây không bớt hả? Bớt, bớt rồi. Hả? 30 rồi còn bớt. Dạ. Ngày mai còn một cũng vậy luôn. 30 rồi về sớm. Anh để vậy là hết giá rồi, quá ngon luôn rồi. Sao nó màu, sao nó xuống mà như chơi như màu vàng ngà ngà á. Dầu hủ á. Cây này tôi lấy về cho 1 năm rồi. Chơi với nhà tôi đem lên. Anh ở đâu? Giờ là còn đang đấu giá cây này nha các bạn. Sam núi. Ảnh có 2 cây độc nhất mà ảnh bán rồi, 1 cây là còn 1 cây này thôi. Bà con ủng hộ cho ảnh về luôn. 15. Đây mê quá, giá cây này là độc nhất luôn. Cây sam núi ha. Sam núi à. Cây sam núi nè. Vô nhị à. Độc nhất vô nhị. Dán dữ không? Giá 15 triệu, đúng không anh? 15. Dạ. Mấy nay cái clip mấy bữa trước đưa lên cho anh Vũ. Dạ rồi. À, để về mở coi coi. Dạ. À. Rồi đâu rồi cô nào? Đã hai cô đó đâu rồi? Rồi giờ qua tới cây mai này ủng hộ ảnh cây này luôn đi cho ảnh về luôn. Cái vàng vậy là 1.5 triệu hết rồi. Dạ không, cây này 2.2 triệu anh. 4 cây này là 1.5 triệu. Đây 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 đó. Nếu mà cho anh quay phim cây có 1.5 triệu hả? Cây ra mấy 4 cây này 1.5 triệu. Hello tí. Ở chung luôn á, chung luôn á. Có được đấy. Cây này thì cũng nụ nhiều chưa trổ. Chơi cái đó nó tổ mới ghê. Không lấy tôi đâu lấy chi. Đây đó là Vũ. Cái này 2 triệu bà con ơi. Giật luôn đó.
sao? Ủng hộ anh hết rồi cho anh về sớm luôn. Bỏ vô đi 150, 80 bán anh vô giùm anh. Bỏ luôn con kệ đó, về chơi đi ba mà nở là nó cũng phải tặng. Người già là cũng đủ, không muốn nữa. Chơi đại đi. Ông có cô làm sao cho nó sống lâu chút á? Dạ con cũng không biết làm sao nữa. Con tưới nước thôi. Đẹp luôn. Không giấy. Đây là mấy chậu để bàn. Chú và mấy bông giấy này là nhiêu bông ấy chú, một chậu. Tổng bây giờ là
3 triệu. Dạ. Quá đẹp luôn á. À. Này 3 triệu nha các bạn, màu trắng. 3 triệu. Đào bay. Dán bay cho dán bay. Quá trình cái góc đẹp luôn. Ở đây thì 1.2 triệu. Dạ. Đây 1.2 triệu. Dạ. Cái này 1.2 triệu, quá đẹp luôn cái hình này. Quá đẹp anh chú ha. Tạo được cây này đâu phải dễ. Cái giá dạ. Cây này bao nhiêu năm rồi chú? Nó không có dưới là 4-5 năm. Dạ. Vậy chứ không chứ. Dạ. Bông bự nhiều cánh, 36 cánh. Dạ. Một bông 36 cánh hả chú? 36 cánh. Một bông là 36 cánh nè các bạn. Mai đại lộc. Bên đây giờ cũng Vũ xin phép kết thúc cái video này. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ. Ngày nay là ngày 30 thì kết thúc chợ hoa của Bình Đại nha các bạn. Con bán mai xong rồi dọn dẹp. Dọn dẹp về ăn Tết. Bye bye mấy anh, hẹn năm sau gặp lại. Lớp hình đi chú. Hả? Lớp cho anh đó. Ờ YouTube anh ơi. À YouTube luôn. Rồi. Rồi bữa nay bắt con hết tơ rồi. Rồi. Chúc mừng bà con ha, hết sớm. Anh ở đâu qua đây bán? Dạ này con có giọng đi, đi. Cho mướn rạp hả? Có tay đây là mấy chị bán bông hả? Dạ. À, chuẩn bị xe qua chở dọn dẹp về hả chị? Dạ, dọn dẹp về rồi bán hết rồi. Chị ở đâu? Ở bên Phước hay Đảng Bảo. Còn lại mấy cái cây này thôi hả chị? Dạ, tặng rồi, tặng hết rồi. Ở cây này là cây gì hả chị? Là cây phú quý. Cây gì chứ? Cây phú quý. Cây phú quý hả? Dạ, ví dụ phú quý giàu sang ha. Dạ. Giờ đợi xe đặng đem đồ về. Dạ. Thì năm nay bán khá không chị? Đủ tiền ăn Tết không? Năm nay chắc ăn Tết cũng lớn à. Dạ. Lớn hơn năm rồi. Dạ, vậy cũng chúc mừng chị ha. Dạ. Chị ở thành phố mình đây, mình lấy về bán phải không? Lấy bông chờ lắc về bán. Dạ. Đem về trồng lại. Rồi ở đây giờ quét dọn sạch sẽ trả lại mặt bằng.
cũng chúc mừng cho bà con ha, bán hết bông sớm. Để xin sạch sẽ như năm nay không? Ừ. Bông hết sớm mà sợ xin sạch sẽ hết. Ờ. Năm rồi giờ hay đi gớm. Chưa có năm nào như năm nay á Vũ ơi. Ờ. Bà thấy không, năm nay sạch sẽ không? Dạ dạ. Từ đầu trong tới đầu ngoài. Rồi. Ok vậy mới dọn dẹp sạch sẽ ha. Ừ. Vậy mới là đô thị của mình. Rồi dạ. Gớm. Ờ. Rồi đó bông. Dục. À, năm nay cũng mừng cho bà con á, bán hết sớm. Hết sớm về sớm dạ. Bà con vui vẻ đón xuân. Dạ. Hôm nay sạch gọn, ngon lành. Gom vô đây đốt sạch sẽ. Rồi okay, thấy quay xong. Đó, mình thấy quay sạch sẽ dạ. Ngon lành. Dọn dẹp sạch sẽ trả lại mặt bằng. Hẹn gặp lại năm sau. Rồi.